là nói đầu tiên kênh YouTube Án Sông Nước Sài Gòn chào cả nhà nha. Chúc cả nhà mình ngày mới vui vẻ, nhiều sức khỏe và thành công trong cuộc sống. Có sức khỏe mà có vui vẻ là có thành công trong cuộc sống rồi cả nhà. Giờ nay em với Xu với Đen. Xu ơi, chào cái Xu ơi. Hai, chào, chào. Đen ơi. Chào cái Đen ơi, ở đâu mất tiêu rồi? Trốn đâu mất tiêu. Đây tụi anh nay vô trong cái rừng này, tại vì rừng này cũng rừng hoang cả nhà. Nay tụi em quyết định đi đốn cây dừa về cũng làm cái bắt cầu để đi anh em đi lên đi xuống, nhưng mà sẵn cái dừa quang đó là nó có cũng cũng dừa đó mình đốn rồi mình về mình làm cái clip là đi đổ nò thêm kiếm tôm gì đó về mình trộn gỏi của dừa tôm thành cả nhà. Bây giờ cái dừa này cao lắm, bây giờ thôi để Án quay cái camera sau cho mọi người cũng xem cái dừa nha cả nhà. Đó, cả nhà thấy dừa, cái cây dừa em, cái dừa ngắn ngắn em còn lên đạp bẹ nổi chứ còn cái dừa này cao lắm. Đó, cao mà trái đồ này kia cả nhà kiếm dữ lắm. Nói chung đây là hoang vu chứ không có nhà cửa gì ta đền bù hết rồi cả nhà, chứ không phải mình đi đúng trộm đúng bậy bạ gì đâu. Đó, giờ cao lắm, giờ anh em chỉ quyết định là còn một gọt dây, còn hai là tụi em sẽ hạ đó cho nó ngã qua mấy hôm đây rồi tụi em sẽ lấy củ hủ rồi lâu cái cây dừa này coi về nổi không cả nhà. Trời, mà cả nhà mấy anh em đúng rồi cả nhà, chứ giờ giờ leo leo không nổi đâu. Đúng đây ơi, làm trước đi. anh em thì ở dạ cầu cho nên đi kiếm mấy cái này về để mà làm cầu rồi để bắt đi ra cả nhà. Ê, qua đây chứ không phải là đi mình đi phá đi phách gì cả nhà. Rồi sâu luôn bọng coi chừng có rắn nó chu ra nó đang ơi, ở dưới nó có cái bọng lỗ nè cả nhà, bọng lỗ thấy không đó, nó bọng lỗ ngoài đó lỗ vô mở bên đây nè xui ở đây xuống luôn đó. Ồ, ghê không, lấy một giò đạp luôn, quá quá đẹp đúng hướng luôn, quá đẹp anh em ơi. Ôi, coi có rắn không, đâu, đâu. Ra đây ra đây ra đây. Ôi, coi chừng có rắn á, bọng rắn đó, lấy cây cọ vô coi, cái này bọng rắn nè cả nhà, cái bọng này là có láng không thôi. Nó lên trên này nè chứ nó không có dưới đâu. Dừa này cũng hư rồi nha. Nè nó lỗ này có rắn ở lên trên đây nè. Thọt vô coi có không? Nước lớn lên cột hai cái canh. Cột canh nó lôi với cây về. Bây giờ tạm thời là mình giờ mình lấy trái trước với lại mình lấy củ hủ dừa trước nha cả nhà. Đây. Khô. Đây. Hai trái. Trời ơi đã. Ui cái này mà có vịt xiêm nữa hầm mới làm món ẩm thực nữa chắc xỉu. Dạ 6-7 trái hả? Anh em ở dưới dạ cầu cho bọng đi kiếm mấy cái này về bắt cầu đi cả nhà, chứ không có tiền mua trà mua đồ gì nổi, hổ sao sình bãi lầy đi về cực khổ quá. Vỏ lãi đồ lên không được. Thao ngã đúng thế luôn ha đây ha. Rồi đúng hai trái dừa kia nữa đi. Ba trái nữa hả? Còn ở dưới nữa hả? Ồ đen lẹ ghê không? Này uống nước dừa đi, rồi thấy mấy trái dừa qua đi. Này là cái bông búp lửa mèo đó nè cả nhà, lát chút xíu về mình lột ra cái mình mình trang trí. Quá trời trái rồi cả nhà ơi, có hai trái đây nữa nè đó, giờ còn dừa khô nữa rồi, quá đã rồi, dừa khô nữa cả nhà đó, dừa khô nay dừa nói chung là dừa khô nè, giám nè, cứng cại rồi vừa uống nữa, trời ơi, đã quá cả nhà, này có vịt xiêm mà hầm cái nữa ha, làm cái canh nữa, trời ơi thôi sắp được thành quả rồi cả nhà ơi, mà quay thật sắp được thành quả rồi cả nhà ơi. Này vài bữa cây dừa này tụi em lấy canh vô, tụi em liệt canh xong nước rong rồi tụi em đem cây dừa về, bây giờ mình lấy nước cạn rồi bây giờ mình lấy củ hủ trước rồi, cái né đầu ra đây ơi. Rồi xong đó, bây giờ mình khiêng về lát chút xíu về mình tỉa lại cả nhà ơi, đã chưa, rồi ghen lên đi đang ơi. Giờ này là kêu bằng lột áo em ra, lột từ từ đó, giờ thành quả mấy anh em sẽ làm cho nó gọn gọn lại bắt đầu khiêng về. Ở đây thành quả đây nó mới vừa nữa cả nhà, bây giờ về em làm mấy cái này công đoạn này thôi, bắt đầu cái em làm nào ra đó xong bắt đầu cái em đi đổ nò kiếm mấy tép. Tép xong tép đổ nò mình á, coi có tép thì mình sẽ dùng tép xong của mình trộn gỏi.
Còn nếu không có thì bắt buộc là phải ra chợ kiếm tôm với thịt. Nói chung có nhưng mà không được, không có nhiều thì chọn chắc cũng không sợ không ngon thì chắc cũng phải mua thêm. Còn mình đổ thử đổ nò coi có cá mắm gì bự hay có tép gì ngon không, về mình kèm theo. Trời ơi cả nhà ơi coi nè, trời ơi bán phá khô ngọt ngay luôn, ôi trắng tinh mơ luôn. Mày sao cặp miếng này thôi, cặp ngay cái ngọt á, còn cái công kia còn cái dùng với mình miếng à, đây tại chỗ luôn chứ. Trời ơi, trời ơi. Lát, lát khát nước dừa thì uống nước dừa nữa, còn cái gì bằng nữa nè, không vừa hạ xuống ăn cây về mới đã nè, ngon ha. Quá trời ngọt luôn. Đúng. Có nội ta nè. Trời lửa mèo nữa nè, cái này kêu lửa mèo nữa cả nhà, cắn ăn đây nè, cắn cái dưới khúc non nè. ngọt quá. Trời này lát về trọng gỏi rồi thôi du lịch luôn, ngọt ghê rồi cả nhà. Nói hả? Dám mấy cục này uống hả? À? Quá đã. Quá giờ lọc tỉa ra cho nó gọn. Giờ uống nước dừa luôn cả nhà. Vậy mà còn hơi non không? Nồi mấy này vừa uống vậy vừa uống rồi. Vậy vừa uống. Mấy trái kia là già hết rồi. Mấy kia già. Cái này già. Ừ, già hết. Chịch nước. Chán cháo rồi đang. Chán cháo đủ rồi. Quá ghê, quá chơi, quá đi. Mời cả nhà uống nước dừa với mình nha. Vô, trời ơi đã. Ôi thôi cũng hủ dừa ngọt ghê cả nhà, nhưng mà tỉa lại được miếng à. Cái dừa này tàn nhỏ quá. Tàn nhỏ giờ mình cũng lợi mình kiếm miếng mình uống chứ khác rồi. Mà cả nhà uống miếng nước dừa nhé nha. Đây bây giờ đường phần lẩu về nè cả nhà đó, quá trời ngon không, phần lẩu nè nó non cực kỳ non luôn đó. Giờ em cầm này tôi xách đùm đen xách đùm xuống vỏ, giờ đây anh em đi xuống vỏ rồi về cái anh tép sơn cả nhà. Còn trái khô đấy. Rồi vỏ đậu tuốt dưới, giờ bỏ đầu đi đem xuống vỏ cả nhà. Rồi sau khi mấy anh, rồi còn cái dặm, rồi mấy anh em bỏ ghe xong hết rồi cả nhà, rồi cũng hủ đem xuống luôn phải không? Rồi xong anh em về để đi mời cả nhà thay bán đi đổ kiếm tép nữa cả nhà, kiếm tép xong về mình làm công tác chuẩn bị thôi. Rồi anh em đổ nò rồi xong nữa, mình kiếm tôm rồi. Chứ đủ không, nước này chắc đủ à. Rồi giờ anh em về chuẩn bị đi đổ nò, mà cả nhà lắc, mà cả nhà đây em lựa, nói chung này em sẽ đổ nhưng mà em lựa một mớ tép để điên ra xong rồi về làm thôi nha cả nhà. Hôm nay thất bại rồi cả nhà ơi, đúng cây dừa hôm nay nó kém quá, đúng cây dừa xong cái đi đổ, giờ lên tới đây cái đổ hết rồi, giờ nguyên nhà nò 10 cái nò rồi cả nhà, kiếm tép về cho để mà trộm gỏi cái củ hủ dừa, chứ giờ cái cây củ hủ dừa lắm bạn, nó lẽ ăn không trộm không, giờ không có tép luôn cả nhà ơi. Trời được con mới cá này nè, nay thất thu quá trời ơi, chừng ký lô lộn xộn à. Trời ơi thôi bây giờ về em mời cả nhà về cầu cứu mấy ông anh kêu mua đi chắc đi chợ mua tôm với mua thịt về, mua lỗ tai heo gì về trộn, chứ còn nó không bỏ phí cây củ hủ dừa lắm cả nhà, thiệt trời ơi, nay quá bèo rồi. Nhưng cũng được ít cá này, cái về kho tiêu rồi ăn thôi chứ làm gì giờ đây chẳng cá nha. Tức quá. Đây em lên tới đây rồi, lên tới cái khu ý sức rồi. Thôi à, bây giờ đi về chắc đi chợ cả nhà ơi. Đi chợ mua gì đó về trộn gỏi với lại cái củ hủ dừa mình thôi cả nhà. Thôi đi về cả nhà ơi. Em mời cả nhà đi về đi chợ em nha. Cả nhà ơi, sau khi mình đi đổ về nãy không có ít cá đó cả nhà, thì cái củ hủ dừa ăn ra rồi nè đó, rồi đây là cái ba lỗ tai heo anh Vũ tại chợ mua nha, ba lỗ tai heo với đây một ít tôm nữa cả nhà, ít tôm
tôm anh em én ở dưới sông nước cho nên chỉ cắt cái râu thôi, còn cái đầu với lợi cái da cái vỏ thì lát chút xíu anh em nào ăn tự lọc nữa cả nhà, chứ giờ én không lọc. Rồi đây là tô nước mắm chua ngọt của én nè. Đó, đây là hành tím phi, rồi đậu phộng rang, ở đây là tỏi phi, rồi ớt, ở đây là cà rốt án sắc dạng giống như sắc đĩa đó cả nhà, đĩa án lấy cái đồ án sắc á, cái đồ găm á, lại đây là hành tím nha, còn cái gia vị mình có hành tím nữa đó. Hành tây á, xin lỗi cả nhà, hành tây, đây là húng lủi, rồi đây rau răm đó. Vậy bây giờ là đủ hết tất cả các nguyên liệu rồi cả nhà, đó cả nhà dầm thấy tất cả nguyên liệu của em rồi đó. Bây giờ án sẽ tiến hành cắt lỗ tai heo ra rồi án sẽ chọn thôi nha cả nhà. Bây giờ cái củ hủ dừa này cả nhà biết hồi nãy em có ngâm muối với lợi nặng chanh vô cho nên nó không có đen, chứ nó không là đen lắm. Bây giờ ở dưới đây em không cũng không có cái thao gì đẹp cho nên bây giờ em muốn trộn vô cái nồi luôn cả nhà. Giờ trước tiên mình cho củ hủ vô. Củ hủ này em bào rồi đó, củ hủ em bào hết rồi đó. Cái thành phần thứ hai thì cả nhà này, để mình cho cái ba cái lỗ tai heo mình cho hết vô luôn nha cả nhà, cho hết ba cái lỗ tai heo vô luôn đó. Xui ngồi đó bắt đầu cái dọn dẹp đi. Rồi cái tiếp theo là mình cho tôm vô luôn nha cả nhà đó. Tụi em xong nước thì đó tụi em cho đại vô vậy luôn đó. Đây là cái cà rốt, em cho cà rốt vô luôn đây. Còn miếng này xui lấy bỏ vô luôn đó. Hành tây nha cả nhà, để đây lát rửa luôn xui ơi, hành tây. Đây là húng lủi, đây là rau răm nha cả nhà, đó, húng lủi với rau răm để vô. Đó, bây giờ là cái đậu phộng này em cho phân nửa, còn phân nửa luôn, lát chút xíu em trang trí lên trên nha cả nhà, đậu phộng thì cho phân nửa thôi. Cái hành, cái tỏi tỏi phi của mình à, cũng cho phân nửa vô nè cả nhà, cho phân nửa thôi, còn nửa lá chút xíu rải lên mặt cho nó thơm đó. Vũ ơi, nhỏ nhà xuống này, nhỏ nhà xuống Vũ, nhỏ nhà. Cái này là hành tím phi nha cả nhà, này hành tím tỏi phi, giờ hành tím phi phân nửa rồi, lá chút xíu còn phân nửa thì mình sẽ bỏ lên trên nữa. À, còn đây là ớt nha cả nhà, ớt đây mình cho vô hết luôn, ớt mình cho vô hết luôn đó. Bây giờ mình trộn cho đều lên rồi xong mà ăn trộn cho nó đều lên xong rồi ăn sốt miếng mắm. Bây giờ là thôi cả, bây giờ ăn sốt trước một mớ nước mắm chua ngọt vô đây nha cả nhà, xong rồi ăn trộn cho nó đều lên, còn để là một ít mình chấm nha đó. Bây giờ để ăn trộn lên nha, ăn trộn lên cho đều. Trời ơi, một nồi luôn cả nhà, quá trời đã luôn rồi. Trời ơi, ngon ghê không cả nhà. Bây giờ em không có chọn bằng tay, tại tay mình không có đeo bao tay. Bây giờ em lấy hai đũa em chọn cho nó đều lên nha. Em chọn đều lên xong bắt đầu em ra dĩa xong em trang trí. Rồi bắt đầu, tại vì cả nhà biết sao, giờ để tôi chọn nha cả nhà. Chào cả nhà nha. Rồi tôi chào cả nhà các ơi, bắt đầu tôi chọn nha. Chào cả nhà, mình mới ra mình phải làm cho trời ơi cả nhà vui một nồi luôn. Chọn cho nó đều hai đũa vậy đó, chọn mới đều cả nhà. Cái này nhậu là chỉ có chết. Cái này anh em mình làm miếng rượu đế cho nó ấm lòng chứ mà còn không có rượu thì ăn đau bụng lắm cả nhà. Chứ bia bọt thì không có bia bọt, anh em mà chỉ làm rượu đế cho nó vui thôi. Làm xị rượu đế ha, tôi ha. Cho nó vui thôi chứ bia bọt rồi quay lên bây giờ hôm nay cũng bị cảnh báo dữ lắm á. Bị gắn cờ cũng dữ lắm, báo vi phạm cũng dữ lắm. Nay trời mưa gió ăn ấm lòng cả nhà. Ăn ấm lòng. Đẹp trai mà trộn lên mà đẹp trai vậy chứ. Rồi bây giờ mình trộn xong, tô trộn xong bắt đầu cái mình ra dĩa nha cả nhà, ra dĩa mình trang trí. Rồi còn đằng kia là ông Cố Vũ ông đang ngồi kia, là ông sắp bình rượu ra ông ngồi đắng nha cả nhà, nhà tài trợ chính á. Rồi quá đốm rồi, nói chung là cái dĩa tơ dĩa gỏi cũng gần hoàn thiện rồi nha cả nhà. Giờ mình rời con đó, mình cho miếng đậu phộng như là cái này lên nè. Rồi đợi đậu phộng tới nãy cho... mình rời co cái tỏi rồi đó, cho ít đậu phộng lên cho nó thơm cả nhà. Đẩy đậu phộng lên rồi hành tây, còn miếng hành tím nữa kìa. Rồi đó, cái này hành phi nha cả nhà, hành tím phi đẩy lên luôn đó. Nói chung mấy cái này vô là thơm dữ lắm.
đây hành tím tỏi đồ này kia mình đầy đủ hết trơn rồi. À, rồi lấy cái dĩa đậu phộng ra đi, lấy dán đậu phộng ra này. Quá trời quá đất rồi cả nhà ơi, bây giờ anh em mình dọn ra nha, co thêm ít bằng nữa, giờ để dán chụp tấm hình cái. Trời ơi này hết nói rồi. Chào cả nhà. Chào cả nhà nha. Lại là mình đây. Lại là mình đây. Rồi tôi chào cái tôi ơi, vỗ chào cái nữa, vỗ ơi, vuốt tóc lên cho đẹp trai rồi nhé. Tại vì cả nhà thông cảm nha, cả nhà chuyển mưa, giờ dưới đây hơi tối. Không quay cái phông rộng rồi cho nên nó không có lấy là được ánh sáng nha. Không có đèn led được. Vô. Rồi cả nhà biết nha. Xin mời cả nhà dùng mày ly rượu nha. Vỗ đồ bóp. Vỗ cái bóp. Vỗ vô tô cái bóp kìa. Trời ơi. Đây mời cả nhà dùng với mình là củ hủ dừa trộn gỏi lỗ tai heo mặn lắm anh Xôi ơi. Đâu? Rồi, rồi, đúng 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 thôi. Để miếng con tôm nữa đâu. Mời cả nhà nha, tôm nữa cho đủ lùi luôn ăn con. Ồ cái này là nãy mình quên bánh phồng tôm nha, nhưng mà thật sự ở dưới ghe bọng về là được rồi cả nhà. Tôm thì ai ăn thì giờ nãy lột, còn nó không anh em mình ăn luôn cái vỏ luôn có chắc vô. Đã quá cả nhà ơi, ngon quá. Cái đi. Ở đây mấy anh em ở dưới sông nước cả nhà, nói chung là anh em tuổi chặn chặn nhau kêu xui xui vậy đó cho nó vui chứ cái xui ra gì đâu. Chai ảnh cũng chai mình kêu xui vậy thôi, thôi mời cả nhà đi. Rồi. Rồi. Trời mưa này là đã quá rồi hả? Rồi gấp tôi ơi. Gió cho anh Vũ cái từ từ, gió cho anh Vũ từ từ. Rồi. Để cho tôi cái. Này mình cũng mà cả nhà nha. Rồi. Tôm nào vô tắm chấm nước mắm chua ngọt của mình làm là vừa phải luôn á cả nhà. Cả nhà. Nó hơi tối rồi nó chờ. Quá trời sáng luôn. À phát không? Rồi anh nói. Mở nhà đi rượu nha. Ở nhà tài trợ chính của em á cả nhà. Ở là cái hỏi sao đổ nãy em nói hỏi vào đổ không có rồi chết rồi, điện cho anh Vũ cầu cứu viện trợ liền mới được. Ngon quá cả nhà ơi, sướng. Ừ. Này là sao nó sáng tối nó bị sáng tối sáng quá. Tại vì nó không có đủ độ sáng. Gì vậy? Gấp gì có miếng này, gấp mà cả nhà gấp làm quan có chứ. Gì quá hao. Trời hao gì đâu hao. Nhà đó. 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 Gì đâu hao trời. Ngon quá. Nhận ngán là bằng bốt bốt bỏ này tao là bếp. Mở nhà hàng cho ăn nấu. Nhà hàng trên ghe. Đúng rồi. Nấu xong giờ bữa bán ghe bán luôn cầu luôn. Bán luôn ghe bán luôn cầu bốm lúc. Ăn xin phép mà để ăn mở cái đèn lên nghe cả nhà. Đó. Em mời cả nhà đi rượu nha. Mời cả nhà đi rượu, em uống rượu thôi chứ bia bọn nói chung là hôm nay em cũng bị báo vi phạm với quán cờ cả nhà, cho nên em báo vi phạm, cho nên anh em cũng nhờ anh em hỗ trợ là nói là coi như đừng có quay bia nó dưới là mình che, nhưng lỡ về giờ làm một ly rượu luôn cả nhà. Mời cả nhà ly rượu nha. Vô xui ơi, người ta đi mày con trai đi đó. Vô cộng đi. Rồi bốn anh em làm hết như đó là vừa rồi. Còn khuôn mặt kia chưa dài lá nữa. Ờ cả nhà thông cảm nha, cả nhà còn đen nữa, tại đen đổ chảy lắm, đen còn khoảng một tiếng mấy nữa mới gì á, mà gọi này để lát chút xíu nữa không ngon cả nhà. Thiệt. Đốt ba thằng đi đốt mà ăn có bốn thằng lát về chữ à. Đó, đó rồi. Rồi làm mới làm miếng muối ớt chanh wasabi nè, hai muốn chấm gì chấm nha cả nhà. Nhất cách rồi cả nhà ha. Chữ chứ. Cái món này. Cái lỗ tai heo thì mình trộn ngon hơn thịt nha. Đúng rồi, nó giòn. Giòn. Ai chưa ăn với cái món này ăn là cũng bái luôn. Trời ơi, cắn cho bằng, cắn ngay cái bập chua. Đã phê. Nhậu hay mấy cái món này. Ừ. Gì hết xăng nữa giờ báo gì. Hết xăng. Này mình xây mồi rồi cả nhà, thôi thôi xây dụng. Chào nha. Nếu mà hôm nay cả nhà đổ nồi cũng không có. Rồi mấy anh em sáng mơ đi đốn cây củ hủ vừa về để làm bắt cầu. Rồi xong anh em làm món vậy làm bậy sĩ cho nó vui cả nhà. Nếu cả nhà dòm thấy án làm món ăn con ngon thì cả nhà cho kênh YouTube Án Sông Nước Sài Gòn một like, một chia sẻ, một đăng ký kênh nha cả nhà. Rồi bây giờ anh Vũ nè, bạn Tô nè, anh Xui nè, cùng Án Sông Nước Sài Gòn nè. Chào tạm biệt, hẹn gặp lại cả nhà mình clip sau nha. Cảm ơn cả nhà rất nhiều, chúc cả nhà nhiều sức khỏe. Nhớ con like nhiều nhiều cả nhà. Cho anh Vũ nhà tài trợ chính em một like cả nhà. Cho like nhiều nha. Cảm ơn cả nhà rất nhiều. Bye bye.